Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước giữa nắng tràn rừng phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen. Giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng. Tất cả sẽ làm một nghi lễ để bước ra trận đấu. Xin hỏi chủ tịch là thế, chủ tịch đá được bao nhiêu trận ạ? Không, cứ thoải mái thôi ạ. Ông báo là đá cái phần thực quân đội của ngày xưa. Dạ. Cũng đá 2 năm. Nhưng bây giờ thì thôi. Không, nhưng bây giờ chủ tịch. Vâng, giờ nhìn chủ tịch vẫn còn rắn giỏi lắm. Đá tốt lắm. Quý vị và các bạn, chúng mời quý vị và các bạn hướng về phía trước để chào đón trận đấu đây lên. Cùng hai đội bóng bước ra làm ghi lễ của trận đấu. Chiếc vinh bài của chúng ta đó thương, đó là các chiến binh áo vàng, đội bóng của cha đại gia bất động sản. Dương thoải mái này. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Nơi đồng xanh thắm mướt lúa, về nơi nhà cao xe sang phố, và một niềm tin giao ca từ nơi đảo xa mênh mông sông, về nơi đồi cao bay lên trăng, một vòng tay nối trong Việt Nam, bao la đất trời. Những hình ảnh mà 4 năm mới có một lần, giống như hồi cũng vậy, chúng ta chờ đón cái trận đấu này từ lâu lắm rồi. Đội bóng áo vàng của doanh nghiệp nhiếp ảnh Chi Hương được tổ chức rất hiện đại, không khác gì đội bóng chuyên nghiệp. Quá tuyệt vời! Quý vị các bạn, chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn, được cảm ơn Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chi Hương. Và một lần nữa xin được cảm ơn hai bông hoa tươi thắm đến từ những quý bà xinh đẹp bước ra xuống sân để tặng cho hai đội bóng. Xin chúc Chủ tịch Duy Lương, xin chúc tất cả các cầu thủ đội bóng, xin chúc tất cả những cổ động viên yêu quý và xin chúc tất cả những người có mặt ngày hôm nay tại sân bóng Trảng Lửa Hương Sơn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
trân quý và yêu thương nhất. Các bạn thân mến, những hình ảnh rất tuyệt vời. Chúng ta đã gặp lại, chúng ta đã biết đến nhiếp ảnh gia Duy Lương. Ông có một người bố, có thể nói là một nhiếp ảnh gia hàng đầu của Thái Bình ở những thập kỷ 1970. Một nhà những nhiếp ảnh tài ba và nó truyền đạt được cho Duy Lương những kiến thức về nhiếp ảnh, nó mang lại những bức ảnh đẹp nhất ở những thập kỷ năm 2000. Ngày đó có lẽ không có ai tô màu cho những bức ảnh được làm kỷ niệm đẹp nhất bằng người sinh ra Duy Lương và người học trò có thể theo ông, đó là nghệ sĩ nhân dân Trọng Pháo. Rất tiếc Trọng Pháo không có mặt hôm nay để theo dõi người cháu của mình tổ chức một trận đấu tuyệt vời như thế này, mang tình cảm yêu thương đến như ai có mặt tại sân bóng Trào Lửa Hương Sơn. Chắc chắn là chúng ta sẽ có lưu lại những hình ảnh tuyệt vời nhất. Cách đây mấy hôm, cách đây khoảng chừng một tháng, những học sinh trường trung học thành phố Thái Bình, hồi đó là trường trung cấp, trường trung học ở lứa tuổi 75 đến 80, cũng được một trong những nhân viên của nhà hàng nhiếp ảnh gia Duy Lương những chụp ảnh mà chúng tôi cho rằng đấy là những bức ảnh rất tuyệt đẹp và rất kỹ thuật nhất. Và sau đây có lẽ không phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta chuẩn bị tiếp đến một trận đấu không khoan nhượng giữa hai dòng họ Duy Lương và dòng họ Thạch Công Trưởng. Các cầu thủ của đội bóng Duy Lương với trang phục màu vàng, những chiến binh sao vàng. Chúng tôi xin được giới thiệu danh sách tên các cầu thủ để quý vị và các bạn tiện việc theo dõi. Chân giữa khung thành đó là siêu thủ môn Duy Lam. Ở vị trí hậu vệ gồm có số 3 Thuận Hiếu, số 2 Tuấn Anh, số 6 Minh Hoàng, số 7 Việt Dũng, số 8 Sĩ Hà, số 5 Hoàng Minh, số 14 Xuân Trường và đặc biệt có hậu vệ biên Tuấn Anh nữa. Số 9 tiền vệ trung tâm Việt Hương, số 10 Khắc Chiến và số 88 Minh Đức. Về phía các cầu thủ áo xanh, đó là các cầu thủ luôn muốn nói rằng là đội bóng huyền thoại, đội bóng U-55 thành phố. Ngày hôm nay đội bóng đó đầu quân cho Thạch Công Trường. Chân giữ không thành đó là thủ môn Xuân Thu. Chúng ta thấy sự xuất hiện của tiền vệ trung tâm Mạnh Hùng, số 3 Cao Nguyên, số 17 Trường Sinh, số 15 Hà Giang. Và trận đấu đã bắt đầu. Quyền giao bóng thuộc về các cầu thủ áo vàng. Họ đang phối hợp với nhau phần sân nhà. Cầu thủ mang áo số 8 có một tình huống đá về rất hiệu quả. Chơi vị trí trung vệ đó cầu thủ mang áo số 12. Cầu thủ mang áo số 12 chạy tiếp rồi. Chơi vị trí trung vệ đó là Tuấn Anh. Ngay lập tức thì chúng ta thấy các cầu thủ áo vàng không ngừng lại tổ chức một đợt tấn công rất nhanh về phía khung thành của thủ môn Xuân Thu. Bóng được chuyền đến cho Phạm Vân. Phạm Vân nhả bóng về không được, vẫn các cầu thủ áo vàng đang kiểm soát bóng. Họ đang phối hợp với nhau rất kỹ thuật. Ngay từ bắt đầu những cầu thủ nâng bóng bằng lòng chân và mở lòng bằng chân là khá kỹ thuật. Số 5 rất dẻo. Chúng tôi sẽ tiện được các bạn thi đấu ở số 5 sau. Và nếu như muốn nói với các bạn ở trong đội bóng của đội bóng Duy Lương, một cầu thủ nào đó thuộc tên cầu thủ và những cầu thủ chúng tôi chưa kịp đăng ký và chưa kịp xuất hiện những lúc đầu để chúng tôi lấy danh sách, sẽ đến bàn bình luận để thông báo với chúng tôi để tiện việc bình luận với các bạn. Bây giờ bóng đến chân tiền về Tài Hoa, Mạnh Hùng mang áo số 4. Mạnh Hùng chuyền về ai đây? Đó là cầu thủ chơi ở hậu vệ biên cánh trái, đó là cầu thủ có kỹ thuật rất tốt, số 20 Dương Anh Nghĩa. Dương Anh Nghĩa cầu thủ sinh ra ở Bún Tầm và họ cũng đang một trong những cầu thủ trên tuổi nhiều năm. Một thủ hữu treo bóng khá tốt về phía khung thành của thủ môn Xuân Thu. Người thực hiện pha treo bóng khá tốt là hậu vệ biên cánh phải của đội bóng Duy Lương. Cầu thủ đó mang áo số 6 với cái tên đầy đủ Minh Hoàng. Chúng ta thấy các cầu thủ Duy Lương đang chơi không ngần ngại và thậm chí họ đang nhìn hơn về tốc độ kiểm soát bóng và sự tự tin của họ đã tạo dựng ra rất nhiều những quả bóng nguy hiểm với khung thành của thủ môn Xuân Thu.
Lương Sơn Hoàng, tiền đạo Lương Sơn Hoàng đưa bóng. Anh rất hay. Tiền đạo Lương Sơn Hoàng đưa bóng nhưng ngay lập tức thì người đàn em của anh, một cầu thủ và anh cũng yêu mến nhất, không khoan nhượng, giành giật bóng ngay lập tức. Đó là Tuấn Anh. Tuấn Anh hôm nay chơi vị trí rất quan trọng, ngọn tháp lớn trước khung thành của thủ môn Duy Nam. Anh sẽ cố gắng bảo vệ nhưng nên nhớ rằng các chân sút của thành phố rất tốt. Một pha quẩy bóng ngoài cực hay của huyền thoại bóng đá mang tên Mạnh Hùng. Vào không? Không vào. Đây là câu trả lời của các cầu thủ áo xanh. Người thực hiện vào dứt điểm có lẽ là cao biên, nhưng vào dứt điểm hơi nhẹ. Tấn công như thế nhưng ngay cả pha tấn công đầu tiên thì các cầu thủ áo xanh đã tỏ ra khá nguy hiểm. Rất may mắn là thủ môn Di Lam đang chơi tập trung, anh đổ người bắt bóng khá chính xác. Mặc dù đội bóng áo vàng lần đầu tiên tham chiến và họ được hội tụ rất nhiều cầu thủ được khắp mọi nơi, đánh đầu quá chính xác. Chúng ta không nghĩ ai Tuấn Anh. Tuấn Anh thực hiện một pha đánh đầu hay như thế. Cách đây khoảng chừng 15 thì không ai nói thì Tuấn Anh biết ra bóng cả. Nhưng giờ Tuấn Anh là người đề bóng cực tốt, những tình huống đề bóng phân bóng của Tuấn Anh là cực tốt. Tuấn Anh có thể phân bóng ở cự ly khoảng chừng 40 đến 45 mét là cái khóa đơn giản. Đấy là quả đá phạt cho Duy Lương. Đánh đầu đi, đánh đầu Duy Lương. Duy Lương thì quả đá vẫn không vào. Quá hay, đây là tình huống đánh đầu, một tình huống đá phạt, một tình huống chơi bóng cố định. Đó là quả đá phạt góc ở hành lang cánh trái theo hướng tấn công của đội bóng Duy Lương. Bóng được treo vượt qua đầu hàng phòng ngự của các cầu thủ áo xanh và tiền đạo của họ đã thực hiện pha đánh đầu khá nguy hiểm về khung thành từ môn sân thủ. Đây mới là pha nguy hiểm nhất, rất khỏe, dứt điểm không vào. Qua các cầu thủ áo và đã xảy ra dứt điểm tiếp, vẫn chưa vào. Trận đấu quá sôi nổi, quá hấp dẫn và những điều bất ngờ đang diễn ra. Chúng ta đang thấy nếu như ngày xưa chúng tôi mới nói đội bóng áo xanh đã từng đánh bại rất nhiều đội bóng trẻ, thậm chí rất trẻ và rất tên tuổi của một đơn vị cấp huyện nào đó, thì bây giờ họ có lẽ họ đang gặp khó với các chiến binh đau vàng. Các chiến đau vàng đang chơi bóng với lối chơi rất hiện đại và rất đa dạng. Họ đã tổ chức những pha phối hợp và thậm chí chạy chỗ khá tốt và gây nhiều khung thành của thủ môn Xuân Thu. Cho đến lúc này thì chỉ có may mắn như mảnh lưới của cầu thủ Thanh không phải rung lên mà thôi. Hy vọng bàn thắng sẽ đến với cầu thủ áo vàng càng nhanh càng tốt. Bây giờ Tuấn Anh lại một pha đề ba tốt của Tuấn Anh, không rất tự tin. Một điều chuyện của Tuấn Anh rất nguy hiểm nếu như tình huống này bóng lọt vào phía chân của Lương Gia Lam. Không hiểu điều gì đã xảy ra. Nếu Lương Gia Lam mà xoay người dứt điểm thì Lương Gia Lam có thể nói là đây là cầu thủ chúng tôi nói rằng anh thích bóng có một cái từ có thể nói hơi ma mị một chút là sút gần như vỡ bóng, và nếu như anh sút bóng thì rất có thể nhiều bất ngờ sẽ mang đến. Một đường truyền dài, Cao Nguyên không chế được bóng rồi, nhưng đây là pha đường bóng hơi lẩy của Cao Nguyên. Gần đây thì các cầu thủ của đội bóng áo xanh không thuận tiện mà một tuần 3-4 trận như là sân bóng của trường Đào Y. Tôi đang giả bóng quen, thủ môn cần phải nhanh hơn một chút nữa, lao nhanh, chật trừ, rất dễ nhận bàn thua. Khi mà tiền vệ tấn công, cầu thủ mang áo số 17 có mặt trên sân, biệt hiệu chú sóc, con sóc Trường Sinh. Trường Sinh có tốc độ là một trong cầu thủ tốt nhất của đội bóng áo xanh và cũng là một cầu thủ dứt điểm tốt nhất. Nếu so sánh anh với Hà Giang, anh còn mạnh hơn Hà Giang ở những pha bứt tốc, những pha đi đẹp. Đấy là chúng tôi chưa muốn nói và Tuấn vào sân. Hạn chế tắt máy. Rất bất ngờ, trận đấu đang diễn ra với trình độ khả năng kiểm soát rất tốt. Đó là Tuấn Anh chơi bao sân. Hậu vệ biên của đội bóng áo vàng hơi dâng cao trong tình huống này. Sẽ rất là nguy hiểm nếu như Tuấn Anh không ra kịp. Một quả ném biên cho các cầu thủ áo xanh. Đó là Cao Nguyên. Cao Nguyên cũng là một chân thúc rất nguy hiểm. Cao Nguyên chơi bóng vào, thực hiện pha đẩy bóng qua đầu nhưng không qua được cầu thủ mang áo số 68 của đội bóng áo vàng. Đội bóng Duy Lương tiếp tục được quả ném biên cho ra Trường Sinh. Cả bóng vào Cao Nguyên. Không hiểu sao Cao Nguyên lại dứt điểm không thành công. Anh dứt điểm không trúng bóng. Phạm lỗi rồi. Và sau khi dứt điểm không trúng bóng thì Cao Nguyên đeo bám cầu thủ mang áo số 5, đó là Hoàng Minh. Hoàng Minh rất khôn ngoan, Hoàng Minh tỏ ra đây là cầu thủ khỏe, rất kinh nghiệm, rất bản lĩnh. Và đá phạt nên cầu thủ mang áo số 8 sẽ thực hiện pha đá phạt này. Đó là pha đề ba chân trái rất chính xác, chỉ cần đứng như hơn cần bóng không lấy đà thì thực hiện pha đề ba
đề bà là rất tốt, rất là có chúa, rất dám chiến thắng, rất chính xác, không cần phải chiến thắng qua họ phối hợp nhỏ với là phù hợp và phối hợp trung tâm số 5 cao bóng cầu thủ vào số 5 đó là Hoàng Minh chơi vị trí giữa một pha đá một rất xa các bạn ạ. Ngày xưa thì chúng tôi nhớ rằng tại sân bốn rằng cầu thủ tên tuổi như quyết thắng chúng tôi đố chỉ đứng ở giữa sân, tức là cự ly khoảng chừng 36 mét thôi, đề ba và cầu môn không đổi. Thì bây giờ một cầu thủ đã đề ba một quả sút của bóng ở phía khu dành của đội dân du khoảng chừng hơn 40 mét, đó là điều không thể đánh động. Ngay cả bây giờ thì chung về đất nước ta đã phải rất vất vả để thực hiện quả đánh đầu này. Và bây giờ bóng chân Phú Yên rất bóng rất tự tin, nhưng đó là quả đá biên cho đội bóng Ngao Thạch. Đội bóng Ngao Thạch đang chơi vẫn phải chơi trước đội hình, nhưng nên nhớ rằng chơi trước đội hình và khi đội bóng vàng giờ lên dưới đây thì sẽ là cơ hội để cho họ có thể cơ hội mở tỷ số. Và vẫn đang có một trận rất nguy hiểm, một pha đá bóng thẳng về khung thành của thủ môn Duy Lam, nhưng lần này thì Duy Lam chơi rất tốt, pha đá bóng tương đối hoàn chỉnh của cầu thủ này. Ngược ra là bóng về xuất hiện đi phối hợp đây rồi, quá là gấp, một pha phối hợp 1-2 với trình độ chuyên môn cực cao của cầu thủ Đại bóng đi chơi lên Duy Lam, Duy Lam không thực hiện pha sút bóng đi trước mặt anh của đối thủ, thực hiện một pha mở biên cho chân sút cự phách, chân sút đã từng mang lại bàn thắng cho đội bóng thành phố, đội bóng U40 trở lên của thành phố giành giải vô địch năm 2017, năm 2019, đó là Cao Nguyên thực hiện vào giữ bóng rất nhiều và thủ môn Xuân Thu, thủ môn Duy Lam đã phải rất vất vả để được bóng cứu vị. Chúng ta cổ động viên những ai có mặt trên sân chắc chắn sẽ đã hài lòng ngay từ phút này. Huấn luyện viên người đang dẫn dắt chưa và chỉ đạo cho đội bóng Duy Lương, chúng tôi cảm thấy ông cũng đang rất thành công. Đó là một trong những cầu thủ có thứ tiếng rất tốt, Mạnh Hùng. Ông đang Việt Hùng đang đứng ở hành lang bên trái rất tốt, một pha lấy bóng rất tốt của cầu thủ Mạnh Hùng sau đó là Minh Hoàng. Nhưng bây giờ bóng lên chân nguy hiểm, bóng lên chân từ Hà Giang rồi. Hà Giang chuyển bóng rất nguy hiểm. Hà Giang chuyển bóng cho Trường Sinh, một lần nữa Trường Sinh lại để tuột mất cơ hội. Bây giờ là Phạm Tuân. Phạm Tuân rất khỏe, nhưng mà gần đây thì anh sau một thời gian dài chấn thương, nhưng chúng ta đang thấy trọng thương đang lấy lại phong độ, bóng được lên rồi cho chúng ta Mạnh Hùng. Mạnh Hùng dứt điểm thì không, Mạnh Hùng không dứt điểm, lần này thì pha phối hợp anh không thành công bởi những sự áp sát của các chiến binh áo vàng. Một đường chuyền trọng biên tuyệt vời của cầu thủ mang áo số 88 đó là Minh Đức, tổ chức rất nhanh, tốc độ của trận đấu là đây là tốc độ của bóng đá đỉnh cao. Rất hấp dẫn, rất kịch tính và rất gay cấn, đã đẩy cao cầu thủ dứt điểm qua nguyện không vào, lại một lần nữa may mắn thuộc về khung thành của thủ môn Xuân Thu, có bóng ở sát đường biên thực hiện pha treo bóng, Xuân Thu đã được nhì, nhưng may mắn thuộc về các cầu thủ áo xanh. Phạm Tuân, Phạm Tuân có bóng như các cầu thủ áo vàng đã chơi cắt xinh và áo sát nhanh, được chuyền của Phạm Tuân không qua được chung về cho đây. Cách đây khoảng 15 năm trước, người ta tưởng rằng Tuấn Anh ra bãi thì để lăn mà thôi. Nhưng 15 năm về sau, tuổi càng cao thì anh càng tỏa sáng. Thậm chí không phải là qua người, quá lời Tuấn Anh. Cao Nguyên rất nguy hiểm, dứt điểm rồi, quá nguy hiểm. Ở một tư thế quá khó, nhưng Tuấn Anh đã thực hiện pha dứt điểm. Buộc cho thủ môn Duy Lam phải không ra bắt được bóng dính. Bóng này ra một quả đá phạt góc cho các cầu thủ áo xanh. Chúng ta đang chờ đợi tình huống đá phạt góc này. Máy của Dũng không chụp lại Dũng Kiền nhỉ? Và đá bóng khá tốt nhưng bóng lại chọn đúng vị trí của trung vệ phạt góc. Rất nhanh, được chuyển về, không được nhận, không được phát bóng. Rất nguy hiểm đây rồi. Có vào không? Không vào. Một đường phạt góc nhanh. Sau một đường chuyển về quá khó cho thủ môn Xuân Thu. Thủ môn Xuân Thu là một trong thủ môn bắt bóng tốt, nhưng chơi chân thì đó là một vấn đề. Anh đưa bóng đẩy ra và các cầu thủ áo vàng đã kịp thời áo sát, nhưng rất may hàng phòng ngự của đội bóng Thạch Quang Trường đã kịp thời về cản phá. Chúng ta xác định không có lỗi, một vận động viên chọc khe trúc lộ cũng hay. Và bây giờ là Cao Nguyên đây rồi, dứt điểm đi, qua đá cấp không có, qua đá tiếp các bạn ạ. Vào dứt điểm của Cao Nguyên khiến cho thủ môn Duy Lam bắt bóng đẩy ra, rất tiếc được bóng nó lại quyện qua chân của Lương Giang Lam. Lương Giang Lam đang giật mình và không muốn nói, kể cả không giật mình rất khó nữa. Vì trong tình huống này bóng đó đổi hướng, đây là cơ hội, dứt điểm.
quân đội phản động rất tốt của các thực hiện sự nghiệp đó là kháng chiến năm 67 với điều kiện rất thuận lợi, không gian, thời gian và khoảng trống là rất tốt. Đối diện với khung cảnh của thủ môn Xuân Thu thì rất tiếc khi chế tạo 3/10 mình chiến để dứt điểm của Cộng. Cả sân thì lùi được đến kia thôi. Trận đấu hay thì cần chờ đợi bản thắng hay và bản thắng đẹp sẽ làm cho trận đấu hay hơn rất nhiều. Và trận đấu dù hay đến mấy nhưng không có bàn thắng thì đó là trong những điều không mong chờ nhất. Chúng ta là mong chờ bàn thắng đến cho bất cứ đội bóng nào. Chúng ta có thể cho đến thời điểm này, mặc dù ở những trận đấu trước đội bóng của Trọng Hoàng Trung Ương không thắng được đội bóng Thành Quang Trường, thì trong trận đấu này họ đang kiểm soát bóng tốt hơn và tấn công nhiều hơn. Nhưng những tình huống ghi điểm thì lại chia đều ngang bằng nhau. Tuấn Anh rất động tác giả, rất nguy hiểm. Chúng ta đang thấy Trường Sinh nhanh như thế nào và áp sát rất tốt của Trường Sinh. Nên đây là các cầu thủ sút bóng cho bóng Minh Hoàng. Phối hợp không được, bóng đi trên lưới cho Hà Minh giả bóng cho tiền vệ trung tâm Mạnh Hùng. Phạm Vân đâu rồi? Lại là Cao Nguyên, pha chuyển bóng xẻ lách của Cao Nguyên không thành công. Rất tốt, rất dẻo, cùng với đó là rất có ý đồ. Rất nguy hiểm đây rồi, sai lầm. Tại sao Trường Sinh không dứt điểm gì ở cự ly này, mặc dù hẹp vẫn có thể dứt điểm ngay ở góc hẹp thôi, vẫn có thể có ghi bàn thắng khi thủ môn không phải là những trong thủ môn quá hay để chúng ta không thể tự tin dứt điểm ngay không cần. Dứt điểm không cần, bóng đi rất nhanh dưới lách về trọng tài không, thủ môn không thể bắt được. Trường Sinh để chuyền bóng không thành công ở góc hẹp đó, không cứ phải cứ góc xa mới ăn, góc gần chỉ cần một cú vuốt mù rồi mù cực mạnh dưới lách của thủ môn thì môn sẽ không bắt được. Và giờ đó là Xuân Thu, đường truyền của Xuân Thu, Dương Hành Nghĩa, Lương Sa Lam, quả cầu Trường Sinh, Lương Sa Lam giải bóng về. Những pha ám sát, những các cầu thủ áo vàng đã kiểm soát được bóng và họ đã tổ chức phản công. Đây là bóng trung tâm của Hoàng Minh, Hoàng Minh Trung Nguyên, chế tạo của áo vàng đã kiểm soát nhưng anh không qua được trung vệ Lương Đức Tài. Lương Đức Tài rất dẻo, rất nhanh, bước đến đường chạy của anh rất tốt. Vẫn rất nhiều những cao tuổi thì cứ làm gì chạy không một, nhưng Lương Đức Tài vẫn là vẫn chạy thành bóng rồi. Đó là cảnh báo tuyệt vời ở ngay đường sát đường biên cách không dài của thủ môn Xuân Thu khoảng chừng 20m, thực hiện pha dứt điểm khiến cho thủ môn Xuân Thu phải rất vất vả. Một cái chạm tay, một cái ngón tay của thủ môn Xuân Thu đã cứu nguy bàn thua cho đội bóng áo xanh. Đúng là có một huấn luyện viên chất lượng, huấn luyện viên kinh nghiệm, ông sẽ chuyên đạt đi đồ cho các cầu thủ áo vàng, không gì phải ngại cả. Nhưng mà không gì phải sợ đối thủ, mặc dù đối thủ của họ cái tên tuổi giống như một chú cọp vậy, nhưng hôm nay sẽ biến đổi là thành một chú cọp giấy để đốt cháy họ trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là mục tiêu của Nguyễn Hùng cùng trợ lý huấn luyện viên Phạm Hoàng Phúc. Đây là cái màn hình thế này. Mạnh Hùng, Trường Sinh, không, đó là Hoàng Tuấn. Phối hợp Hà Giang, Hà Giang chưa tung ra một chút nào. Nếu Hà Giang tung chút, Hoàng Tuấn cố gắng rồi được tập khe không được, lên dứt điểm không lên được. Làm sao mà Lương Gia Nam lên nhận được đường truyền này khi anh còn đang đứng sợ, đứng sâu. Bấm thẳng luôn, thẳng một luôn. Các cầu thủ áo vàng tổ chức tấn công, một pha đẩy người của Cao Nguyên và đương nhiên là quả đá phạt cho dòng họ Chí Lượng. Chắc chắn ngày hôm nay các bạn sẽ có rất nhiều những bức ảnh đẹp. Chúng ta đã biết đến những bệnh gia Chí Lượng. Hoàng ơi đứng vậy thôi, Hoàng ơi nhảy nón nó xảy ra thôi. Bệnh gia hàng đầu hiện nay ở Thái Bình, rất tự tin và dứt điểm rất nguy hiểm với không thành của thủ môn Xuân Thu, nhưng rất may mắn bóng ra đi trận không thành phần cầu dọc cho găng tấc. Lưu Đức Tài chỉ bóng cho ai, các cầu thủ áo vàng đang có một thể lực tốt, họ chơi pressing áp sát ngay từ phần giữa sân. Dương Anh Nghĩa, bây giờ đó là Hà Giang, được chuyển qua đâu Hà Giang không qua được, không qua được Tuấn Anh. Tuấn Anh biết rằng có cả Trường Sinh ở phía dưới nhưng rất tự tin để ngăn cản được tấn công này. Và
coi trường dịch cũng như là một trong địa đảng bình thường mà thôi, không có gì phải lùi sâu để trách nhiệm. Đó là sự khôn ngoan của cầu thủ 3/12. Chúng ta chờ đợi những không có bàn thắng cho đội bóng vàng hiệp đấu thứ nhất có vẻ hơi quá bất công. Hôm nay ông Bầu cũng là chủ tịch người không cao với cương vị cũng vẫn áo vàng. Và có lẽ anh trở thành cậu bé vàng. Họ để im rồi đứng lên ông nhìn vô. Rất thức tài, Mạnh Hùng đúng là phải chơi rất sắc, cao huyết. Phối hợp với Dương Sơn cho Hà Giang, rất nhanh cầu thủ áo vàng áo sát. Một đội chuyền dọc biên, sút bóng của đối phương. Các cầu thủ áo vàng đang tổ chức tấn công. Trận đấu vẫn tiếp tục. Được chuyển lên rất nguy hiểm, bây giờ đây chân lược ra ra rồi. Rất nguy hiểm, xin lỗi thì có bàn thắng cho lược ra ra. Có hàng phần đã quay vào để xoay sở. Nhưng Lương Gia Lam nhanh hơn thực hiện và lối mù chân phải. Và ý đồ của anh rất tương bóng qua đối phương. Nhưng với điều kiện chưa thực sự thuận lợi nên Lương Gia Lam chưa ghi bàn Hà Nội. Đã có lỗi với Mạnh Hùng trên phòng ngự và là người chia bài, người tổ chức tấn công của cầu thủ áo xanh. Các cầu thủ áo vàng cần có một bàn thắng để giải tỏa tâm lý. Đường trên khá thông minh của Hà Giang, nhưng ngay lập tức thì số 5 đã có mặt kịp thời, đó là Hoàng Minh. Mạnh Hùng giao biên, được chuyền của Mạnh Hùng. Bóng đi hơi chạch một tí, sân chơi bóng ướt khiến cho Trường Chinh và cầu thủ kỹ thuật cũng không thể khống chế được bóng. Một tình huống quá đáng tiếc. Đèo người giữ đường và tiếp tục là một cú lá để bắt một cú sút sấm chết từ khung thành của đội xuất thủ, nhưng là thiếu như một sự chính xác. Có sự thay đổi người, bóng đá phong trào Thái Bình đã có bước tiến rất xa. Chúng tôi nhớ lại cách đây khoảng 25 năm trước khi các cầu thủ Lâm Định bước sang những sân Thế Bình, họ chấp chúng ta khoảng chừng 10 tuổi. Nhưng với một trong những tỉnh mà có nhiều cầu thủ quốc gia, đương nhiên những cầu thủ phong trào Thế Bình có sân cỏ nhân tạo. Chúng ta sẽ chơi hay hơn rất nhiều những người bạn bên cạnh, những người láng giềng như Lâm Định và Hải Phòng. Phát bóng lên cho thủ môn xuất thủ. Ở đây đó là Lâm Đức Tài, Mạnh Hùng, Hà Giang để đưa bóng lên không đơn giản một chút nào. Hà Giang cũng phải chơi lùi sâu. Đức chuyền của Hà Giang một lần nữa ý đồ nhưng không thành công bởi hàng tiền vệ của các cầu thủ áo vàng chơi khá linh hoạt và họ chọn vị trí khá tốt, đọc bài rất hay. Một quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Di Lương, vẫn là Tuấn Anh. Một đường chuyền xé lách nhưng bóng đi. Nỗ lực của cầu thủ chạy cánh không thành công, mặc dù anh đã rất cố gắng. Lương Đức Tài, Cao Nguyên. Càng về cuối hiệp đấu, Cao Nguyên không tấn công được nhiều, không leo được biên. Và anh cũng đã phải lùi sâu để hỗ trợ hệ thống phòng ngự. Và đây là lúc Thạch Quang Trường đã vào sân đánh bàn ở số 17. Bây giờ mới nhận ra cầu thủ rất dẻo này. Thạch Quang Trường giữ điểm đi. Không, không giữ điểm. Thạch Quang Trường chuyền bóng vào khung trung lộ. Không được, không qua được. Bây giờ bóng chân Mạnh Hùng. Mạnh Hùng tổ chức phản công chăng? Bóng vẫn là Mạnh Hùng rồi. Mạnh Hùng vẫn đang cố gắng kiểm soát bóng. Một cầu thủ giữ bóng tốt nhất hiện nay của những lứa tuổi cao tuổi. Hoàng Minh, Minh Hoàng, Tuấn Anh, rất bình tĩnh. Một cú phân bóng của Tuấn Anh, bóng đi hơi sâu và hơi đi sai. Lưu đấy, Tuấn Anh không cần lấy đà, thực hiện và đề ba tương đối tốt. Lâm Đức Tài rất vất vả.
Đánh đầu, bóng tay sạc bắt đầu đón anh rồi. Một quả ném biên cho các cầu thủ áo xanh. Hình như thật con Trường là con rể của dòng họ Dí Lương. Và chính vì ngày hôm nay anh không thi đấu cho đội bóng họ, anh lại thi đấu cho đội bóng. Chắc chắn phải làm, vừa làm lóc nhà, ngày hôm nay phải làm sao giành chiến thắng cho đội bóng họ bạn. Không được. Đấy là nói nhiều là thế là nó đá cho quả. Thành Công Trường trước đây không cần lấy đà, Thành Công Trường thực hiện và đảm bảo từ đối chính xác tổ chức phản công. Bóng được chuyển ra biên không được, bóng được chuyển ra biên cầu thủ mang ra cho tay một cái tên cho tay khác của đội bóng Duy Lương. Hà Giang Hoàng Tôn rất khỏe. Mạnh Hùng, ai đây? Cơ hội không vào. Một pha bóng thoát đi, một pha bóng mà có lẽ ông bầu Duy Dương phải lắc người khi sân bay bóng đi chân của dọc ra gần đâm. Một pha chích bu chân phải của Hà Giang, bóng đi hơi nhanh và nếu chậm một chút nữa thôi thì sẽ là bàn thắng cho Đường Sang Lam. Để hỗ trợ cho đội Hoàng này chứ em lên cao quá cánh là nó bỏ hết cánh này. Cánh đi anh ra. Tới đây. Sầu lên một tí thấy luôn. Đúng rồi, chạy. Không được. Sớm. Anh ơi. Rất tiếc. Đây là một pha bóng tiếc nhất cho các cầu thủ xanh. Còn tổ chức được tấn công cũng như dân bóng chuyền ra cánh trái thực hiện pha leo biên và qua người một pha xỉa bóng một góc xa cũng dành của thủ môn Duy Lam. Bóng đi chật của dọc trong ra cất, bóng đi hơi trượt và nhanh trên chân bóng gớt khiến cho Lương Sang Lam băng vào thành công. Lương Sang Lam đây rồi, đưa bóng rất nhanh, anh căng ngang vẩy bóng cho Trường Chinh nhưng không thành công. Hà Phong Ngư và cầu thủ bóng bàn đã kịp thời về hóa giải. Và đây là Mạnh Hùng làm gì đây? Sút xa chọc khe, một pha vẩy ra ngoài. Đáng lẽ thì Trực Trinh về phải ôm vào nhưng anh này không có tình huống này. Đánh đầu Mạnh Hùng có một điểm yếu là anh chỉ thực hiện qua chuyền bóng và thực hiện qua dứt điểm từ xịt từ xa là không có thuận lợi thế. Dứt điểm không vào. Trọng tài cho phép lợi thế là hợp lý và thực hiện qua chuyền bóng, bóng đưa chân đưa ra làm Dương Nhân Nam thực hiện qua vẩy vu chân phải. Các cầu thủ áo xanh đang lấy đây là thế trận và đang kiểm soát bóng và tổ chức rất nguy hiểm. Chuyền bóng đây rồi, không được, gặp phạt góc. Thành Công Trường rất nhanh đã băng về. Nếu như Thành Công Trường chậm một chút nữa thôi thì Lương Sang Lam sẽ vứt bóng chân phải. Trọng tài xử lý chính xác bóng từ chân Thành Công Trường. Chúng tôi đã có va đây rồi, một quả đá phạt góc cho các cầu thủ áo xanh. Hôm nay có tới hai cầu thủ chơi cho Duy Lương, đó là Thành Công Trường và Tuấn Anh, họ đều mang lại những hiệu quả tích cực, không thể nói tốt hơn. Không vào, vẫn không vào, không hiểu điều như xảy ra. Và đá phạt rất có ý đồ của Lương Sang Lam và người băng vào chạm lòng chân phải một cầu thủ có cái lòng tốt nhất của đội bóng áo xanh, đó là Hà Giang. Thì rất tiếc là bàn thắng vẫn chưa đến với Hà Giang trong tình huống này. Bóng sinh trận của dòng trong lòng rất mà thôi. Vẫn là một đường truyền dài cho bóng với Công Thành. Đánh đầu, ông vua đánh đầu, dứt điểm vẫn không vào. Thật trớ trêu những tình huống bóng lật quẩn trong Công Thành của Xuân Thu và thủ môn Duy Lam mà thôi. Không phải các cầu thủ của đội bóng áo vàng không biết dứt điểm, còn dứt điểm khá hay, những động tác dứt điểm là khá tốt. Họ còn táo bạo dứt điểm từ xa hơn rất nhiều với áo xanh. Những cầu thủ có thể dứt điểm từ xa mà chuyển hóa thành bàn thắng đó là Hà Giang vẫn chưa làm được nhiều. Và ngay cả bạn Hùng thì chúng tôi cũng có nói đến thì anh chẳng bao giờ biết dứt điểm từ xa cả. Mạnh Hùng. Ôi. Một pha vẩy ra ngoài chân phải của Mạnh Hùng. Thiếu ý độ.
hoàn chuyển sinh viên luôn đi, đừng giữ bóng nữa thì là thằng kia nó chạy được. Thời gian đang trôi dần về phút cuối của hiệp đương nhất, tỷ số vẫn là 2-0 cho Trinh. Chậm chậm thở đi Hoàng ơi, chậm thở đi. Phạm Quân đã để bóng chạm tay. Một quả đá phạt cho đội bóng của Duy Lương. Người đá phạt đó là Thành Công Trợ. Rất hay, rất nguy hiểm, vẫn không vào. Rất kỹ thuật. Một cú sút phạt tương đối nguy hiểm của số 17. Rất may đào phòng ngự. Có lẽ người đánh đầu còn cực trở ra, vẫn không ai, nó cầu thủ y tắc. Vào, vẫn không vào. Tuấn Anh quá hay. Đúng là đá cho dòng họ thì đá hay như thế nào. Càng hay càng hay. Ở cứ đi khoảng chừng hơn 30 mét, Tuấn Anh vẫn tiếp tục tự tin. Rất tự tin thực hiện vào bước bù chân phải, bóng vượt qua sàn ngang khung thành của chủ môn. Có những cái là ông toàn phá trò. Xuân Thu. Là cũng tốt thôi. Đây là giải bóng đá. Chủ môn đi làm. Nên nhớ là thủ môn Duy Lam tuy nhiên rất trẻ nhưng rất còn rất ít kinh nghiệm, rất nhiều những cơ hội cho những chân chút của các thủ môn xanh. Bóng được mở ra biên một pha vừa đường truyền cái trẻ rất điểm thôi, vẫn không vào. Một pha tình huống cưa ngang đẩy bóng dứt điểm có chủ ý nhưng mà rất tiếc là pha dứt điểm vẫn thiếu rất chính xác. Ngoài là 16m50 vào nhưng mà anh cưa ngang chân mình nói là vượt xe thì anh em thông cảm. Ra biên đi để cho số 2 nó vào đây Hoàng ơi. Số 2 vẫn là Tuấn Anh. Đức chuyên gia của Tuấn Anh. Mạnh Hùng. Hà Giang. Cam Viên. Không được. Và đẩy bóng của Viên đến đúng vị trí của Tuấn Anh. Đây rồi, Trường Sinh vẫn không được. Hàng phòng ngự của cầu thủ Duy Lương đang chơi tạc lót bây giờ là khá tốt. Trường Sinh không được. Tuấn Anh quá tự tin trước Trường Sinh. Cách phòng trường Hòa Vinh đến công viên trước chưa thành công trường ba đây rồi quá đáng tiếc một đường truyền mang tới sát thủ của Thành Công Trường đến đúng vị trí của tiền đạo của đội bóng áo vàng nhưng rất tiếc là một pha đỡ bóng một vạch quá kém. Nếu như đây là một pha đỡ bóng một tốt thì chắc chắn đã có bàn thắng cho các cầu thủ của đội bóng áo vàng để kết thúc hiệp đấu thứ nhất có bàn thắng 1-0 rất đáng tiếc. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước giữa nắng tràn rừng phố nơi tôi ở từ thơ bé. Đã quen giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn đừng lo lắng cười lên và gió hoa tàn cây hoa trong tiếng tre thơ đùa vui cười và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng Việt Nam hơn. Phải giúp gì đó là đại gia tỷ phú Duy Lương, một nhiếp ảnh gia đại tài của Thái Bình cùng với các cổ động viên yêu quý của họ ở khu vực khán đài A. Và chúng ta sẽ đến với hiệp đấu thứ hai và đây là pha phạt giao bóng của Lương Sang Nam, người chơi giữ hành lang cánh trái con đường chắn sóng mang tên Ngọc Tú mang áo số 2. Có sự xuất hiện của tiền vệ trung tâm rất khỏe và rất nhanh đó là Văn Tuấn Duy Trân, một cầu thủ có khả năng rút từ xa. Trung vệ nước tài anh chuyền bóng khung giữa sân. Mạnh Hùng mở bóng thách lê Ngọc Tú cực tốt
một vài đề bà cực tốt của Lê Ngọc Tố. Bây giờ Lê Việt Hưng rất dẻo, nghệ sĩ nhân dân yêu luôn chọc khe, nhưng không qua được chủ viện Lâm Đại, một tình huống bọc lót cực kỳ thông minh của chủ viện Lâm Đại. Đường truyền Mạnh Hùng giữ bóng rất hay. Anh Tuấn, Lê Ngọc Tố, Hà Giang, à anh Tuấn giả bóng về Hà Giang, không qua được hệ thống phòng ngự của các chiến binh áo vàng. Đội bóng mang tên Duy Lương. Mạnh Hùng tí bóng mạnh vào thua nhau lên, không ai đâu. Ôi đá rồi. Của trọng tài Đào Văn Thương. Các bạn yên chí, trọng tài Đào Văn Thương bắt bóng thì chính xác đến 98.8%. Đường truyền thông minh. Một quả giám viên cho U Lâm Giang thành phố. Theo người. Mạnh Hùng. Mạnh Hùng. Lê Ngọc Tú. Nếu chú chưa thấy rất tự tin, anh thực hiện pha đó một chặng, không có cơ hội cho các đối thủ bắt vào trên phép sinh. Mình được chuyển vào lên, cơ hội kịp không, nước sẽ không, không được. Bóng nó vượt qua tầm kiểm soát của chúng người, tôi sẽ làm hết được như thế nào. Sân chơi bóng ngược. Không dù sao nó vẫn có nước thì bóng nó sẽ chuỗi đi. Nhưng còn sân thì tốt rồi, tốt hơn cả sân Mỹ Đình nữa. Dứt điểm từ xa, Lê Ngọc Tú đây là cơ hội. Xuân Thu chơi lăn xả, một pha ngả người bắt bóng rất dũng cảm của Xuân Thu. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên mà các cầu thủ áo vàng tạm dừng được với không thành của Xuân Thu hiệp đấu thứ hai này. Lê Ngọc Tú không thể tốt hơn pha đề ba của Lê Ngọc Tú. Lại là nhà bóng về Lê Ngọc Tú không được. Trọng tài xác định quyền đá biên thuộc về các chiến binh áo vàng. Cơ hội thì rất nhiều nhưng bỏ lỡ thì cũng không kém. Hiệp đấu thứ nhất, diễn biến hiệp đấu nhất, tỷ lệ cầm bóng thuộc về các cầu thủ áo vàng nhưng số lần gây nguy hiểm thì là ngang nhau. Bóng được trong lúc này đánh đầu và ngăn cản và thực hiện pha đánh đầu, đó là số 4 Mạnh Hùng. Và kéo bóng rất tốt của Minh Hòa Hoàng Linh. Vẫn là Hoàng Linh chuyền bóng đi, bóng được chuyền cho giữa của Minh Nhân Xuân. Anh đang tìm cờ để phối hợp, không qua được Mạnh Hùng. Mạnh Hùng đẩy bóng rất nhanh cho Lưu Sơn Lâm. Rất khó cho Lưu Sơn Lâm khi anh đang đối đầu với những cầu thủ rất nhanh và rất khỏe trong hệ thống phòng ngự của Xuân Lâm. Rất khó từ hướng qua lại, bóng được chấm vào, rất bất ngờ nhưng bóng lại đi quá cao trong khung thành của thủ môn Xuân Thu. Chuẩn bị cho trận đấu này, đội bóng của doanh nghiệp nhiếp ảnh gia Duy Lương đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi họ đã có một gian cầu thủ trẻ khỏe của dòng họ Duy Lương, cộng thêm bổ sung đâu đó một vài nhân tố tích cực
và điều quan trọng nhất là vấn đề hệ thống phòng ngự đang cố gắng để bảo đảm cho đối phương không có bàn thắng. Ném biên cho U Lan Lan thành phố. Lâm Đức Tài. Và để bóng dân dài đôi dài, bóng đi hơi sâu, bóng chạm vào hàng phòng ngự của các cầu thủ Áo Vàng rồi. Xem là quả đá biên và góc cho U Lâm Nhâm đây, một quả đá biên. Áp sát rất kỹ, vẫn thôi, rất khỏe nhưng anh không thể qua được. Các hàng phòng ngự của Duy Lương vẫn là những hệ thống phòng ngự biết bọc lót. Mạnh Hùng để vớt bóng. Và bây giờ đó là bóng đi chân cho Đức Tài. Đức Tài không gì phải vội. Đức Tài là một cầu thủ khá khôn ngoan, không cần chơi mất sức, thực hiện chen người. Điều kiện ném biên thuộc về U Lâm Nhâm thành phố. Văn Tuấn và đẩy bóng của Văn Tuấn nâng sân bóng rất khó để Vương Lam đang đối đầu với một gian cầu thủ trẻ Hà Phòng Ngự đang chơi khá hay của Lý Lượng. Duy Trần và trao bóng của Duy Trần nhưng không khó với hệ thống phòng ngự của Duy Lượng. Phút thứ 9 của hiệp đấu thứ hai, tỷ số vẫn đang là 0-0. Một trận đấu hay. Mấy ông trẻ nó không bằng. Thiếu đi bàn thắng. Bằng mấy ông trẻ đó. Bởi hàng tấn công của cả hai đội bóng ngày hôm nay chưa thực sự may mắn. May mắn vẫn đang thuộc về các Hải Hoa Ngơ và Liêm Biên. Một quả đá phạt cho U Lâm Nhâm thành phố. Mạnh Hùng, Duy Trần, Lâm Đức Tài đánh đầu, đã có tình huống phạm lỗi từ phía sau với các cầu thủ áo xanh. Các quả đá phạt cho U Lâm Nhâm thành phố ở hành lang cánh phải trong tấn công của họ. Những gương mặt tấn công của Thái Bình xin trước những điều năm qua cũng như cho bóng đá của mình. Đó là số 2 Dương Giang Lam. Và chúng ta đã biết đến một cái nhân vật không kém với tên tuổi của ông đang bao trùm trong đời sống bóng đá của Thái Bình. Đó là huấn luyện viên trưởng chủ tịch câu lạc bộ đá Liên Quân Tài Hải đã có mặt trên sân để theo dõi trận đối đầu này. Dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. Một pha dứt điểm sở trường của Duy Trần, bóng đi căng chìm rất nguy hiểm. Hệ thống phòng ngự rất may về phòng ngự của Duy Lương vẫn đang làm tốt trong phòng ngự phối hợp hỗ trợ cho thủ môn Duy Lan. Buổi chiều ngày hôm nay là buổi chiều rất sôi nổi trên sân bóng Chào Lương Sơn. Sau trận đấu này sẽ là hai trận đấu tổng của một trận đấu tổng của Liên Quân thành phố, của Liên Quân Tài Hải và một trận đấu tập của các cầu thủ công an thành phố tỉnh Thái Bình. Và sau đó sẽ là một trận đối đầu nữa cũng trên sân chính, nó còn gay cấn và gắt hơn bởi đó là trận đối đầu của các siêu phụ đỉnh cao và nhân viên rất phạm luật. Anh nhân viên theo kiểu núi bóng, chúng ta phải thông cảm với cầu thủ đá bóng phong trào hiện nay còn chưa trên sân 7, rất ít được trên sân 9 thực hiện những luật nhân viên như sân 11 vậy. Bóng đi hết đường biên dọc, quyền ném biên thuộc về Việt Anh là con rể U Lâm Nhâm thành phố. Bây giờ đó là Hà Giang. Hà Giang hôm nay vẫn chưa tỏa sáng, chưa thấy một chút nào đẳng cấp của Hà Giang cả. Mạnh Hùng, Việt Anh cũng là con rể. Một tình huống phạm lỗi phía sau cho rõ ràng của Việt Hưng, không thể khác được, không thể khác được. Một tình huống bất ngờ thôi. Việt Hưng với Mạnh Hùng là nếu muốn nói Mạnh Hùng hay rất hay rồi, nhưng Việt Hưng có thể coi như bản sao của Mạnh Hùng. Hai chú cháu đã chạm chân vào nhau, hai chú cháu có lối chơi gần giống nhau. Hà Giang không có vào dứt điểm nào tiếp theo nữa, phản công không được. Tình huống rất lung túng. Lê Ngọc Tú cực hay chơi, Lê Ngọc Tú có cái lòng chân cực tốt. Lê Ngọc Tú chỉ cần đá bằng lòng thôi, bằng người khác vươn vui. Thế trận đang nghiêng về đâu thì họ giành, càng chơi họ càng hay. Đây là cơ hội dứt điểm rất tự tin, khoảng từ 25m thực hiện pha cứa lòng chân phải cực mạnh về phía khung thành của thủ môn Xuân Thu và pha bóng thoát tim.
nhưng nếu có vào thì dù đã có một tình huống đón bóng khá tốt. Không được. Chúng ta chơi đôi bàn thắng. Nhưng mà thắng cứ tưởng như đến rất gần, tất nhiên nó lại rất không kịp. Số 15 trên cầu bóng lên cầu thủ áp sát. Quả đá biên cho Chí Lương. 15 phút còn lại cho cuộc đối đầu này. Mạnh Hùng, Văn Tuấn không được. Số 5 đang tỏ ra sức khỏe trên vệ trung tâm Hoàng Vinh. Cửa đá bóng vào vẫn chưa trời ngăn cản. Chúng muốn Dĩ Lan đưa bóng lên. Rất thiếu những ý tưởng, vẫn là những tình huống đá vượt tuyến và không thể qua cái đường phòng ngự của đối phương. Đã lâu lắm rồi để theo dõi được đội bóng áo xanh, đội bóng U25 thành phố họ đang chơi vẫn rất ấn tượng. Các cầu thủ vẫn tỏ ra đây là một lớp cầu thủ có kỹ thuật, có chuyên môn, không muốn nói là cực tốt. Các cầu thủ áo xanh nhận tận dụng tình huống cố định này và chân thương không nhau sẽ là bàn thắng. Vũ Lương sẽ vào. Khoảng 3 phút đủ gần như lỗ bóng của Vũ Lương ra bóng cái chạm của cầu thủ báo thứ 9 đó là Việt Hưng. Lâm Đức Tài đánh đầu. Mạnh Hùng. Việt Hưng nhanh rồi. Được chuyển thông minh của Việt Hưng mà bóng nhanh hơn một chút. Chậm mất rồi, quá chậm. Quá chậm, chân thì dài, nhưng bước thì cứ bước một như vậy. Thì ngay cả như thế này, 78 tuổi tôi nếu chạy đi tôi vẫn sẵn sàng một kẹo. Mẹ đúng rồi. Thằng đẻ cố không Duy Đông. To nhất đấy. Quá thông minh của Việt Hưng. Cao to nhất đấy. Nếu cầu thủ số 1 thì nhanh như thế đẩy bóng vào sâu như kiểu Quang Nguyên thì rất dễ cho bàn thắng. Làm bóng mà chơi thế nào? Bóng đá luôn luôn mang lại những yếu tố bất ngờ. Người ta đã biết đến đội bóng 90 của thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng rất nổi tiếng, rất nhiều cầu thủ trẻ tên tuổi đã thua đội bóng Công An thường chơi ở sân 7 với tỷ số hủy diệt, một tỷ số mà mọi người không thể tin được, nhưng đó là sự thật. Không phải đeo kính là may, đây đeo kính vốn phải. Đeo cả, đeo cả. Trận sau 3 là trận bằng. Không, đúng rồi. Các cầu thủ áo xanh đang có một cái trận tương đối tốt, họ vốn là như thế. Có thể để đối phương rất trước, nhưng ở hiệp 2 họ sẽ là người chiến thắng. Mạnh Hùng, Hà Giang, Văn Tuấn, mở biên, ai đây? Người không có cú đưa bóng ngoài được vẫn là quả đá phạt góc, đó là Duy Trân. Trung vệ lên nước dài. Mạnh Hùng đưa bóng vào, đưa bóng hơi lệch. Lê Ngọc Tú không thể chính xác hơn. Lê Ngọc Tú có cái lòng chân không khác gì các cầu thủ ở trong đội tuyển quốc gia. Nguy hiểm, trọng tài cho phép lợi thế. Ôi, đá bóng biên kìa. Có một cầu thủ của đội U25 đã phải làm sân. Trọng tài đã cho phép lợi thế và bây giờ sẽ là pha xử lý của trọng tài này. Thời gian không nên tay người nữa, trong phút cực kỳ quan trọng. Còn chỉ còn 12 phút nữa thôi. Cần có bàn thắng. Số 1 tiếp tục đi bóng. Anh không qua được lên cầu thủ và đã có sự bộc loạn của Mạnh Hùng. Di chân. Một đường chuyền dài của Duy Trân. Hà Giang phối hợp không được, vẫn không qua được trung vệ của Duy Lương. Một tình huống ngăn cắt bóng rất tốt của trung vệ này mà quả đá phạt cho
một quả đá phạt cho các cầu thủ áo vàng. Đây là cơ hội rất nhiều cầu thủ áo vàng có khả năng sút từ xa, cự ly là khoảng chừng 20 mét, góc sút từ đối rộng, một pha dứt điểm chậm hay rất hiệu quả, chuyền bóng cho Việt Hưng Ninh, không một pha dứt điểm chìm, không vào bóng chạm chân Mạnh Hùng trước khi đi hết đường biên ngang, phạt góc cho Trí Dương. Việt Hưng khá tốt, một tình huống đá phạt góc khá tốt của Chí Lương, nhưng đó là sự xuất phát đến từ môn xuất thủ với chiều cao và sải tay dài, anh đã bật cao trước tầm dậy trong tiền đạo bóng vào và leo lên. Việt Hưng chơi rồi, Việt Hưng đang bị quây bởi ba cầu thủ, đường chuyền khá tốt của Việt Hưng, có thấy ba cầu thủ vây quanh Việt Hưng nhưng anh thực hiện vào khoảng trống vừa đủ để mang lại quả đá phạt góc cho các cầu thủ Chí Lương. Việt Hưng càng làm chính xác hơn nữa với đường chân của mình, anh sẽ ấn đích vào cái đầu của ai, đánh đâu. Trọng tài cho phép lợi thế, rất tốt, một tình huống xử lý rất thông minh của số 9 Việt Hưng. Việt Hưng qua người trung vệ Chí Lương, các cầu thủ áo vàng đang đẩy cao đội hình gây áp lực về phía công thành, đánh rồi không được, cơ hội không vào, rất tiếc. Lê Ngọc Tú đứng chỉ đến mang tay của cầu thủ áo số 1, nhưng anh vẫn tỏ ra mình quá xuất sắc và biết rằng mình thường khả năng để kèm không cho đối phương sút bóng về khung thành của đội sân thủ. Đó là những cái điều đáng khen đối với cầu thủ áo số 2, cái tên Tú Chọn, anh là con rơi của Thương Chọn, chuyên cầu thủ bóng đường sắt Việt Nam. Kết quả vẫn không không. Đấy gì đấy cho Lâm à? Việt Hưng. Vẫn là Việt Hưng quá rồi. Rất tự tin trong khe, không chỗ được trong viên không được, không qua hệ thống. Và đó là tình huống ngăn cản của Văn Toàn. Vẫn là tình huống nhân viên sai luật. Có lẽ chúng ta phải thông cảm với các cầu thủ và vì họ thường xuyên gây sức bệnh. Nói về các chú khỏe lắm. Chú khỏe lên nước ta. Ta biết điều tiết. Bao con sao luôn. Việt Hưng. Sao? Việt Hưng nhanh lên không được. Một đường chuyền hơi loan cho Việt Hưng. Một đường chuyền rất có ý đồ. Nhưng mà đường chuyền hơi loan. Rất khó cho Việt Hưng có thể khống chế và tấn công trong thế hướng này. Lê Ngọc Tú chơi rất đơn giản nhưng rất hiệu quả. Còn đến chân sóng này đang cánh trái thứ hai mang tên Chú Trọn. Một pha đánh đầu chuột bóng và một quả ném biên cho Duy Lương. Duy Lương đang đối đầu với đội bóng tên tuổi đó là U25 thành phố, đang hội tụ đầy đủ những cầu thủ chất lượng nhất trên những khung thành đó là vợ thủ môn Xuân Thu, trung vệ Lê Đức Tài, cầu thủ viên Lê Ngọc Tú, cầu thủ viên cánh phải mang tên Duy Trần hiệp đấu thứ hai, điểm giữa vẫn đang có sự xuất hiện của không được, xin lỗi thì anh đã đâm đầu vào cầu môn. Phải cầu môn phụ nhé. Bình tĩnh giám viên, chuẩn xác đi bạn ơi, giám viên chuẩn xác, đừng để phạm lỗi. Vâng. Tôi thấy đây là một pha chỉ đạo rất hợp lý của Thạch Quang Trường. Giám viên không được. Mở viên. Mọi người chỉ đứng tấn công rất tốt. Di chân. Hà Giang, di chân. Cho bóng vào. Nguy hiểm. Việc thực hiện ra tạt lòng bóng đi rất khó chịu. Chúng muốn Duy Lam đã phải rất vất vả lùi về sâu và bật đẩy bóng cứu nguy và bàn thua cho đội bóng Hoa Vàng. Đội bóng của Nhiếp Ảnh Gia Duy Lương.
hôm nay mà cầu thủ nào mà có bàn ghi bàn thắng thì chắc chắn ít nhất phải được 1.000 đô. Bóng được đẩy lên, nhả bóng ra. Anh ơi, đó là pha không hiểu được chuyền bóng hay chuyền bóng nữa của trung vệ đội chúng ta. Con xin thay đổi người. Ban huấn luyện của đội bóng Chi Lương, huấn luyện viên trưởng đó là ông Nguyễn Hùng và huấn luyện viên phó trợ lý huấn luyện viên đã vào một lớp để cho sự thay đổi người. Và phát bóng của Xuân Du duy chân trả bóng về. Cầu viên rất nhanh, cầu viên thủ môn Duy Lam ném biên cho U Lâm Giang thành phố. Văn Tuấn có lẽ một sự bế tắc của đội bóng U Lâm Giang. Những tình huống rất hay là bóng vẫn thiếu đi những pha bóng sắc sảo tìm kiếm bàn thắng. Văn Tuấn đã thực hiện pha chuyền bóng rất vô hại, phạm lỗi rồi. Một tình huống kéo người hơi lộ của số 10 Khắc Chiến đối với trung vệ Lương Đức Đại không qua mắt được trọng tài Đào Văn Thượng. Một trận đấu rất cố gắng không khoát nhượng cùng đối đầu có 1-0-2 này, nhưng sự thiếu đi đó là bàn thắng. Nó thật chớ trêu rất nhiều cơ hội cho cầu thủ tiền đạo và hai phía đã bỏ qua. Thời gian không còn nhiều mà nếu đây là một trận đấu hòa cũng đáng tiếc cho đội bóng của doanh nghiệp như Bình Đại Chi Lương. Lương Đức Tài giả bóng về từ bước Xuân Du. Không hiểu cầu thủ số 88 thì chạy quanh vì nhà làm cái gì đấy. Tự nhiên đương sự đàn công cần có quả áp sát từ bước Xuân Du thì anh ấy chạy về để kém người kém biết. Cơ hội Văn Tuấn duy chân cao thế đánh đâu không được dứt điểm. Một tình huống dứt điểm rất thiếu cảm giác của cao nguyên. Đội bóng của Nhất Bình Gia Duy Lương có sự thay đổi rồi. Còn đây là tăng cường cho Nam Công rằng thời gian không còn nhiều. 3 phút còn lại của cuộc đối đầu này. Chú Duy Lương Bằng Minh, Bằng Ninh để mất bóng rồi. Đã có tình huống phạm lỗi của Hoàng Huy, một quả đá phạt cho U Lâm Giang thành phố. Vẫn là cái hệ thống phòng ngự chơi rất chắc chắn của Nghĩa Bạch Gia Duy Lương. Bàn thắng qua rồi cho bạn là bàn thắng sau tình huống treo bóng và không có phản kháng nào đến từ thủ môn Duy Lam. Cao Tinh có mặt kịp thời, anh tết đầu mạch dưới của đội bóng Loan đã phải rút lên 1-0 cho U Lâm Giang thành phố. Một bàn thắng mà chúng ta đã qua quá mệt mỏi để chơi đôi đó, một bàn thắng bắt đầu, một tình huống treo bóng vào, và đây là sai lầm của thủ môn chúng ta đã nhắc rồi.
Tổ vô Duy Lam còn rất trẻ, nhưng anh rất thiếu kinh nghiệm. Nếu trong tình huống vừa rồi mà phải là tổ vô Xuân Thu thì có lẽ không khó để tổ vô Xuân Thu dùng cái tay dài để vượt bóng ra ngoài. Rất đáng tiếc cho đội bóng Di Lương đã phải nhận bàn thua ở những phút cuối của trận đấu. Một bàn thắng mà rất khó để họ có bàn thắng cân bằng. Hiệp 2 là hiệp đấu đội bóng có giành chơi tốt hơn. Tôi thấy bóng không có chân trái, một đường truyền hay một cú sút không mang lại lợi gì cho các chiến binh đấu ạ. Nhắm biết trước trận đấu chúng tôi đã đánh giá với chủ tịch Duy Lương là nếu như muốn thắng trận này hôm nay các bạn cần phải đánh đầu, không phải cần Việt Hưng mà cần đến Văn Hà mới là người mà các bạn cần. Chiến thắng đang đến rất gần, một chiến thắng mà cũng các cầu thủ U Lâm Nhâm cũng phải nói rất mệt mỏi và cũng một chút may mắn cho họ, những tình huống cuối cùng và treo bóng không khó đối với thủ môn Duy Lạc, anh không có phản ứng để cho tao tìm nhánh cầu. Vẫn là pha vừa của Hà Giang, dứt điểm từ xa, đó là pha dứt điểm ở chân trái của Duy Trân. Có lẽ một chiến thắng mà cho đến giờ cũng một chút gì đó rất xứng đáng cho các chiến binh áo xanh. Họ vẫn tỏ ra da dặn và dày dặn kinh nghiệm hơn với các cầu thủ trẻ. Cũng là một ngày tỏa sáng của thủ môn Xuân Thu cùng với hàng phòng ngự, trong đó kể cả Vũ Toàn. Pha mở bóng ra biên đây rồi, không được. Vũ Thành đỡ bóng thế này. Người ta bảo đưa bóng lẩy ra hàng mét, thì đây là đưa bóng có thể lẩy ra chục mét. Trọng tài xác định một quả đá phạt cho các cầu thủ áo vàng. Phối hợp cần một bàn thắng. Dứt điểm, đây một pha xoay người kiểu comba, xoay người pha bóng mang thương hiệu của tài hói. Đây rồi, dứt điểm vào rồi, không vào, không vào, không vào, không vào. Quá xuất sắc. Hôm nay thủ môn Xuân Thu tỏa sáng sau cơn mưa. Một pha đổ người cực tốt của Xuân Thu. Khi vẫn bóng đẩy ra thì bật người như kiểu cục cao su ấy, ôm lên bóng để cứu người vào đưa cho về. Dứt điểm Xuân Thu vẫn không vào, vào rồi. Quá tuyệt vời, nỗ lực cố gắng không biết mệt mỏi của các chiến binh ngôi sao vàng đến từ đội bóng mang tên doanh nghiệp Nhiếp Ảnh Duy Lương đã có bàn thắng. Họ rất xứng đáng để có bàn thắng để cân bằng tỷ số. Không phải nói rằng là may mắn nữa, nỗ lực cố gắng và họ đã tìm ra những phương án tấn công, nhưng qua rất nhiều nguy hiểm trước siêu thủ môn Xuân Thu. Và bây giờ đó là một bàn thắng mà ngay cả thủ môn Xuân Thu cũng không thể cản phá được. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Vượt giữa nắng tràn rừng phố, nay tôi ở từ thơ bé đã quen. Giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn đừng lo lắng, cười lên và gió hoa tàn cây hòa trong tiếng tre thơ đùa vui cười và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng. Việt Nam ơi, từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà.